Tiếp tục với một thông tin khác, sau phường Ngọc Thụy ở Long Biên, Hà Nội và xã Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên đã dập tắt ổ dịch tả lợn châu Phi, thì trong ngày hôm nay đã có thêm xã Đại Đồng ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương khống chế thành công dịch bệnh không có thuốc chữa này. Cụ thể, sau khi bùng phát ổ dịch ngày 4 tháng 3, đến nay trên địa bàn xã Đại Đồng không phát sinh ổ dịch mới, đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Trước đó, sáng ngày 4 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Tứ Kỳ đã công bố dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã Đại Đồng. Ngay khi công bố dịch, 47 con lợn từ 1,5 đến 3 tháng tuổi, tổng trọng lượng hơn 2,3 tấn đã phải tiêu hủy. Các cơ quan chức năng đã khoanh vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp để thực hiện các biện pháp phòng chống, bao vây dịch, không để dịch lây lan. Nghiêm cấm mọi hoạt động mua bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm giết mổ lợn ra vào địa bàn xã Đại Đồng. Xử lý nguồn nước thải, chất thải. Sau một tháng chống dịch, trên địa bàn xã Đại Đồng đã không phát sinh ổ dịch mới. Bên cạnh Hải Dương, ổ dịch trên địa bàn xã Hợp Thanh, huyện Lương Sơn, Hòa Bình cũng đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Nếu hôm nay không phát sinh ổ dịch mới, địa phương này cũng có thể công bố hết dịch tả lợn châu Phi.